dòng trôi mang niềm đau. Đời em đã khép đi vội vàng, tình ta cũng lấp lối thiên đàng. Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn, còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu. Yên Sương ngạc nhiên lẫn sung sướng khi thấy Trường ngồi trên xe đạp chờ mình trước cổng trường. Nàng luống cuống và thẹn đỏ cả mặt khi thấy những người bạn cùng lớp cùng trường xì xầm chỉ trỏ hoặc nói vài câu đùa giỡn, chẳng hạn như Yên Sương đã có bồ, hoặc là về mét má nó, hay là bồ Yên Sương đẹp trai quá, vân vân. Có vài học sinh học cùng lớp với Yên Sương cho nên cũng biết mặt trường. Họ cười chào vui vẻ trò chuyện với ông thầy họa sĩ lính. Anh có chuyện gì hả anh? Mình đi về nhà đi, rồi anh có chuyện anh nói cho em nghe. Đôi bạn tình thong thả đạp xe bên nhau, trời hưng hửng nắng, gió nhẹ nhẹ nhưng mà cũng đủ làm rung rinh tàn cây sao dọc theo đường. Thấy người yêu im lặng và vẻ mặt buồn, Yên Sương linh cảm có chuyện gì không vui xảy ra, nàng hỏi tiếp. Anh có chuyện gì buồn hả anh? Cũng có chút ít chuyện. Nói xong anh cúi đầu đạp xe mau hơn như để tránh câu trả lời cái câu hỏi kế tiếp của Yên Sương. Hai chiếc xe đạp song song quẹo vào con đường nhỏ hơn, có trồng nhiều cây dọc theo đường. Dựng xe vào hàng rào dâm bụt, Yên Sương nói nhỏ. Mình ra sân ngồi nói chuyện nghe anh. Miên Trường trả lời bằng cái gật đầu, đợi cho người yêu ngồi xuống võng xong, anh mới nói bằng giọng hơi buồn buồn. Cái chuyện đám hỏi của hai đứa mình chắc là khó thành quá em. Tại sao vậy anh? Tại vì em theo đạo Phật, còn anh thì đạo Thiên Chúa. Sương mở đôi mắt đẹp nhìn đăm đăm người yêu đang đứng trước mặt mình. Nàng không hiểu được lý do tại sao hai người có hai tôn giáo khác nhau lại không thể thành vợ chồng với nhau được. Em không có hiểu. Trường nhìn vào gương mặt ngây thơ của người yêu, chàng biết nàng còn quá trẻ để biết những rắc rối của cuộc đời. Bởi vì nếu mà muốn làm vợ của anh á, thì em phải bỏ đạo Phật để theo đạo của anh. Tại sao em phải theo đạo của anh? Bởi vì ở trong giáo luật đó, đạo của anh không cho phép anh lấy một người ngoại đạo làm vợ. Em yêu anh, em mong ước được sống với anh trọn đời. Ngay cả chuyện em bỏ đạo của em để theo đạo của anh, em cũng bằng lòng. Đối với em đạo nào cũng được á. Trường cảm động ứa nước mắt. Chỉ bằng một câu nói giản dị, Sương đã chứng tỏ cho anh biết là nàng yêu anh tha thiết. Nàng yêu anh đến độ có thể bỏ đạo của nàng để làm vợ mình, thì tại sao mình không thể bỏ đạo để cưới nàng? Đó mới chính là hy sinh cho tình yêu, đó là thực sự yêu thương. Trường nghĩ thầm trong đầu như vậy. Chàng hôn nhẹ lên trán của người yêu rồi lên tiếng nói. Nếu mà em có thể bỏ đạo để có thể lấy anh á, thì anh cũng làm như vậy được. Anh cũng có thể bỏ đạo để lấy em. Như vậy điều khiển cho đám cưới của mình sẽ không có ai, bởi vì nó sẽ bị trục trặc. Ba má của em, ba má của anh sẽ không bằng lòng. Ba má của em á, thì không chịu cho em bỏ đạo để theo đạo của anh. Còn ba má của anh á, thì cũng không bằng lòng anh làm như vậy. Má của anh nói đó là ba má em không có muốn cho em bỏ đạo Phật để đi theo đạo Thiên Chúa của anh. Má của anh á, thì bà lại nói đó là ba anh cũng không có chịu cho anh bỏ đạo Thiên Chúa để theo đạo của em. Nước mắt của Sương ứa ra mặc dù nàng cố cầm lại. Trường đưa cái khăn mù xoa cho người yêu. Sương lau nước mắt rồi lên tiếng hỏi. Vậy mình phải làm sao á anh? Trường ngập ngừng, có lẽ vì không có câu trả lời.
mình phải làm cái gì. Anh đã suy nghĩ, đã đặt ra nhiều câu hỏi, nêu ra nhiều giải đáp cho vấn đề dị biệt về tôn giáo giữa mình và Sương. Cuối cùng anh cũng không có câu trả lời dứt khoát. Tuy nhiên có một điều mà anh biết là nếu muốn cuộc hôn nhân thành tựu, anh phải làm một cái gì mà không thể trông chờ ở bất cứ ai, ngay cả Sương. Nàng còn quá trẻ, 17 tuổi, nàng đâu có biết cái gì và đâu có dám làm điều gì để vượt qua những khó khăn. Còn anh là lính, anh có thể tự lập, có thể tự do kết hôn theo ý của mình mà không cần sự chấp thuận của cha mẹ. Nâng cầm người yêu lên, nhìn đắm đuối vào đôi mắt đẹp của nàng, Trường mỉm cười và nói bằng giọng tin tưởng. Em yêu anh cũng yêu em. Không một ai có thể làm cho mình phải xa nhau hết em. Em thương anh. Ừ. Anh yêu em và anh không cần cái sự chấp nhận của ba má anh để cưới em làm vợ đâu. Làm như vậy má anh sẽ buồn. Em thương má anh. Trường lẳng lặng gật đầu, nét mặt của anh thoáng buồn. Anh biết là nếu không nghe lời ba má thì anh phải ly khai gia đình và sẽ không còn gặp được mặt người mẹ hiền mà anh thương yêu. Nhưng mà chuyện của anh với Sương còn quan trọng hơn, bởi vì nó liên hệ đến cả cuộc đời của hai người. Anh sẽ về Sài Gòn, anh nói chuyện với ba má, rồi anh năn nỉ ba của anh chấp thuận cho anh cưới em. Em nghĩ anh nên năn nỉ ba má của anh. Còn em sẽ năn nỉ ba má của em. Mình là con mà anh, mình phải hiếu thảo với cha mẹ. Vả lại con của mình sau này cũng cần biết tới hai ông bà nội ngoại và họ hàng nữa chứ. Miên Trường lại cúi xuống hôn vào đôi mắt đẹp của người yêu. Sương lên tiếng cằn nhằn. Mà sao anh cứ hôn vào mắt em hoài hả? Bộ không có chỗ nào nữa hả? Bây giờ em muốn hôn chỗ nào? Thì chỗ này nè. Sương chỉ ngay vào môi của mình. Trường bật cười hôn phớt lên đôi môi của người yêu xong rồi thì thầm. Nè, bây giờ mình đi vô nhà. Anh với em đi vô gặp ba má để năn nỉ nha. Năn nỉ để anh hôn em hả? Có chừng ba em xách rồi rượt anh á. Sương cười hăng hắc sau khi nói. Trường cười chúm chím đưa tay kéo người yêu ngồi dậy. Nè, em đi trước đi nha. Ủa? Sao anh không đi trước mà bắt em đi trước? Ăn dỗ đó thì anh sẽ đi trước. Còn cái vụ mình năn nỉ ba má đó thì anh đi sau để có gì anh còn chạy chứ. Trời ơi, anh khôn quá à. Cười hăng hắc, Sương nắm tay người yêu thật chặt. Lúc đó ông An đang ngồi đọc báo và hơi ngạc nhiên khi thấy Trường và Sương nắm tay nhau rụt rè bước tới chỗ mình ngồi. Dạ thưa bác, con với Lệ Sương có chuyện muốn thưa với bác. Hai đứa con có cái gì muốn nói? Sương liếc mắt nhìn Trường như ra hiệu cho anh nói trước, khẽ gật đầu. Trường cất giọng run run. Dạ thưa con muốn trình bày với hai bác về cái chuyện khác biệt tôn giáo giữa con với lại Sương. Được rồi. Nè ba ơi, thằng Trường với lại con Sương nó muốn bàn với mình về cái vụ cưới hỏi của tụi nó nè. Bà ra đây bà. Bà An bước ra, nhìn hai con dây lát rồi bà từ từ ngồi xuống bên cạnh chồng. Thấy Sương ra hiệu cho mình, Trường gật đầu lên tiếng. Dạ, má con có nói cho con biết là chuyện chung thân giữa con và Sương có hơi gặp trở ngại. Bởi vì Sương theo đạo Phật, còn con thì theo đạo Thiên Chúa. Bà An quay sang nhìn chồng, nhưng mà thấy ông vẫn im lặng cho nên bà cũng không nói gì. Dạ má con còn nói cho con biết là nếu mà muốn được ba con đồng ý đó thì Sương phải theo đạo của con. Má con cũng nói thêm cho con biết là hai bác cũng hình như cũng không bằng lòng cho Sương bỏ đạo để được làm vợ của con. Má của con có nói về chuyện đó. Phần của con đó thì con nghĩ sao? Bà An đưa mắt nhìn, thấy Miên Trường siết chặt tay con gái mình rồi lên tiếng trả lời.
Dạ, con cũng biết Sương có đạo Phật. Con tôn trọng cái tín ngưỡng của Sương chứ. Con thấy chuyện mà bắt Sương phải bỏ đạo của Sương để theo đạo Thiên Chúa đó, rồi mới được làm vợ của con, như vậy nó hơi khắt khe và nó cũng không công bằng. Ông An mỉm cười, ông nhận thấy Trường có quan niệm cởi mở và phóng khoáng. Ngoài ra, anh còn thương yêu con gái của ông nhiều hơn ông nghĩ. Nếu không thương yêu thật sự thì anh sẽ không nói ra những lời như vậy. Con thương Sương cho nên con không muốn Sương phải chịu thiệt thòi. Giả sử như Sương bắt con phải đi theo đạo Phật mới chịu lấy con thì lúc đó con phải làm sao? Hai đứa ngồi xuống đi. Đứng hoài mỏi chân lắm, bởi vì chắc là còn phải nói nhiều đó. Dạ cảm ơn bác. Trường và Sương khép nép ngồi xuống tràn kỹ đối diện với ông bà An. Trái với cách cư xử thường ngày, ông An lấy cái chén trà nhỏ trong khay trà, rồi tự tay rót cho Trường chén trà nóng. Nè, uống đi con. Bác biết đó, là con thương con gái của bác thật tình, cho nên không có muốn để cho nó thiệt thòi. Tuy nhiên đó, cái rắc rối đó không có phải là ở hai đứa, mà ở cha mẹ hai bên, hay là nói đúng hơn là ở giữa hai cái đạo mà ông bà cha mẹ của hai bên đã đi theo. Ngừng lại uống ngụm nước trà, nhìn đôi trai gái đang ngồi trước mặt mình, ông An cất giọng nghiêm và buồn nói với Trường: ba của con đó, theo như bác biết đó, là một người sùng đạo, do đó chắc là sẽ không có chấp thuận cho con lấy con Sương đâu, trừ khi nào nó đi theo đạo của con. Phần hai bác thì cũng vậy. Con có học và đã trưởng thành, cho nên con cũng hiểu là những hạng già cả như hai bác với lại ba má của con sống bằng định kiến, và cái lề lực nó hơi khắt khe, nhất là trong cái vấn đề tôn giáo. Ba má, ông nội, ông ngoại và tổ tiên của hai bác đã theo đạo Phật, do đó hai bác và con Sương cũng đã được nuôi dưỡng và giáo dục theo cái nền tảng đạo Phật. Niềm tin về một tôn giáo đang có của mình á, nó là cái phần hồn của mình. Nếu mà bỏ nó đi á, thì kể như mình đã chết. Trường gật đầu tỏ vẻ hiểu và thông cảm, còn bà An thì chỉ biết thở dài. Nhìn nét mặt buồn hiu và nước mắt ứa ra trên gương mặt của đứa con gái út, bà mũi lòng muốn bật tiếng khóc. Ông An nhìn ra sân, xuyên qua khung cửa cái rộng, ông thấy được nền xi măng rêu mốc, những cây cao cằn cỗi và cao vút, hàng rào dăm bụt lá xanh mướt. Bác biết là con Sương nó cũng thương cháu nhiều lắm. Bác cũng không có cấm cản chuyện nó lấy cháu. Tuy nhiên, nói đến đây ông ngừng lại uống ngụm nước trà. Ông ngần ngại không muốn nói ra cái ý của mình, sợ Trường buồn. Xuất thân là thầy giáo cho nên ông khá thận trọng và đắn đo khi bàn bạc về một vấn đề tế nhị như tôn giáo. Dù ông không nói ra nhưng mà Trường cũng đoán được ông muốn nói cái gì. Dạ thưa hai bác, con thương Sương và con mong ước được hai bác chấp nhận con là rể trong nhà. Nếu như hai bác nói rằng Sương không thể bỏ đạo để lấy con thì con sẽ... Trường chợt ngừng nói. Bà An để ý thấy anh nắm lấy tay con gái mình siết chặt lại, còn Sương thì cũng nắm chặt lại bàn tay của người yêu. Con sẽ ráng năn nỉ ba của con để không bắt yên Sương phải theo đạo, mà cũng không cần làm đám cưới trong nhà thờ. Sương vẫn giữ đạo của Sương, còn con thì con giữ đạo của con. Làm như vậy sẽ không làm cho hai bác phật lòng, mà ba má của con chắc cũng thông cảm và không có buồn nhiều lắm đâu. Ông bà An nhìn Trường chăm chú, nhất là ông An sinh trưởng ở Sài Gòn cho nên không ít thì nhiều, ông cũng hấp thụ những ý kiến mới mẻ về tập tục cổ xưa như môn đăng hộ đối, phân chia giàu nghèo và khác biệt tôn giáo trong vấn đề tình yêu và vợ chồng. Chính ông cách đây 30 năm cũng phải cương quyết lắm mới thực hành được ý định lấy người mình yêu làm vợ.
Không lẽ bây giờ ông lại bắt đứa con gái yêu của mình phải chia lìa vì cái lý do là khác biệt tôn giáo với người của nó yêu thương? Ngoài ra ông cũng nhận thấy Trường có cái nhìn phóng khoáng và cởi mở khi nói ra những lời trên. Nó biểu lộ được cái tình yêu chân thật vượt ra ngoài giới hạn của tất cả mọi ràng buộc, phân chia và khác biệt. Nhưng mà ba của con sẽ không có chịu đâu. Bà An lên tiếng, đây là lần thứ nhất bà bày tỏ ý kiến của mình. Trường quay lại nhìn Sương, ông An đọc thấy trong mắt của người họa sĩ lính một cái gì đó là lạ. Nó như gợi gắm, như tin tưởng và như quyết tâm của một người sống và chết cho tình yêu, cho một cái gì đó mà mình tin tưởng. Dạ, con biết là ba con sẽ không chịu, nhưng mà thưa hai bác, con lớn rồi, trưởng thành rồi, con có thể quyết định cuộc đời của con. Con có quyền chọn lựa người bạn trăm năm theo ý của con. Con bây giờ là lính, được lãnh lương hàng tháng. Con tin là con có thể bảo bọc cho Sương và con cái của hai đứa con. Con biết là tụi con sẽ phải sống nghèo khổ, nhưng mà tụi con sẽ được sống sung sướng bởi vì tụi con có nhau và cùng nắm tay nhau đi suốt hết cuộc đời của mình. Bà An sụt sùi, còn ông An cũng ướt nước mắt khi nghe những lời chí tình của Trường. Riêng Sương lại mỉm cười sung sướng. Bằng cảm nhận sâu xa và bằng trực giác, nàng biết Trường yêu mình tha thiết, do đó nàng đặt hết tin tưởng và tín nhiệm vào anh và tình yêu của hai người. Bằng một giọng nghiêm trọng, Trường đặt câu hỏi. Nếu hai đứa con ai mà vẫn giữ đạo người đó, thì thưa hai bác có cho phép chuyện hôn nhân của con và em Sương được tiến hành không? Bà An quay sang nhìn chồng như có ý để ông trả lời cái câu hỏi đó của Trường. Đắn đo giây lát, ông An mới lên tiếng. Hai bác sẽ không ngăn cản, mặc dầu dĩ nhiên là không có vui lắm. Thứ nhất đó là bác đồng ý với ý kiến của con á, là đạo ai người đó giữ. Dù không được thêm hai đó thì cũng không thể nào mất một. Quay sang nhìn vợ xong, ông mới nhìn đôi trai gái đang ngồi trước mặt mình. Giọng nói của ông bắt đầu nhẹ nhàng và có chút đùa cợt trong đó. Bởi vì bác sẽ không có dịp ngồi bàn luận chuyện tôn giáo với con rể tương lai của bác. Nhưng rồi sau này thì hai đứa có con thì tụi nó sẽ theo đạo nào? Bà An chợt nêu lên câu hỏi. Mà khi nghe xong, ông An có vẻ suy nghĩ về câu hỏi của vợ. Còn Miên Trường thì vui vẻ trả lời ngay. Và tụi con sẽ noi gương bà Âu Cơ và ông Lạc Long Quân. Phân nửa thì theo đạo của cha, còn phân nửa theo đạo của mẹ. Như vậy thì vui vẻ cả làng, phải không hai bác? Bà An và Sương bật cười, còn ông An thì chỉ cười mỉm. Dù nói ra để tỏ ý tán thành, nhưng mà ông cũng thầm công nhận là thằng con rể tương lai nó có cái ý kiến cũng khá ngộ nghĩnh. Trường mỉm cười nhìn Sương, bao nhiêu đó đủ rồi, bởi vì họ đã vượt qua được cửa ải thứ nhất. Câu trả lời của ông An được hiểu như là đã ngầm chấp nhận một việc mà ông biết là nếu mà hành động mạnh bạo và ngăn cản có thể xảy ra những hậu quả tai hại. Sương có thể bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, hoặc có thể có bầu để làm áp lực với cha mẹ. Dạ thưa con cảm ơn hai bác đã thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của con. Tuần tới con sẽ về Sài Gòn để nói chuyện, rồi con năn nỉ ba má của con. Theo như lời má con nói đó, bác nghĩ ba của con ông không có dễ dãi như bác đâu. Dạ con biết tính của ba con mà. Nhưng mà con hy vọng là ba con sẽ thương con mà chấp nhận cái chuyện hôn nhân của con với lại Sương. Em hãy cho tôi cả tình. Khi em đã đi qua khoảng đời tôi, dù một khoảnh khắc sớm phai tàn và lệ em rớt trên môi nhạt, đôi mắt em rất buồn, đôi
thôi chúng ta rất buồn, vàng cầu tình cứu xin người cho đời. Bước xuống xe bus vừa đậu lại tại chợ Bến Thành, Trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không khí có mùi xăng nhớt, mùi cà phê, mùi thức ăn và mùi nước mắm quyện lại với nhau thành một mùi hương đặc biệt của thành phố thân yêu mà anh đã sinh ra và lớn lên. Sài Gòn với ánh nắng vàng lung linh trên tàn cây phượng vĩ, tiếng rì rầm của xe cộ, vừa đi bộ vừa ngắm bầu trời trong xanh, anh suy nghĩ vẩn vơ. Anh ước gì có Sương bên cạnh để hai đứa đi dung dăng dung dẻ, leo lên chiếc xe bus chạy đường Sài Gòn Bà Chiểu và Gò Vấp. Anh ngồi vào chỗ trống sát cửa sổ, nhìn đôi trai gái nắm tay nhau đi trên đường. Anh nhớ Sương vô cùng. Cô gái có đôi mắt đẹp, hiền hậu, nhu mì và ngây thơ đã làm cho anh biết thế nào là rung động của tâm hồn và xao xuyến của con tim. Thế nào gọi là môi hôn ngọt ngào, tia nhìn ngây ngất và nụ cười hồn nhiên. Bàn tay em nuột nà với ánh mắt gửi trao, ngời tin tưởng, đem lại cho anh một sức mạnh để phấn đấu cho tình yêu của hai đứa. Miên Trường mỉm cười khi nhớ tới giọng cười ngây thơ của Sương khi kể lại lần đầu tiên thấy anh ngồi vẽ bên đường. Nàng đã phán một câu xanh dờn là biết vẽ không mà vẽ. Anh đã cười sặc sụa, cười ra nước mắt vì câu nói này. Xe qua trường Lê Văn Duyệt, những tà áo dài trắng bay bay, khu lăng ông nhộn nhịp và ồn ào, nhà cửa cũ kỹ rêu mốc. Mới hơn một năm đi xa mà Trường cảm thấy thành phố đã thay đổi chút ít. Xe ngừng lại nơi chợ Bà Chiểu, Trường nhìn quanh quất. Đằng kia là trường Hồ Ngọc Cẩn, nơi anh đã học 7 năm từ lớp 6 cho tới lớp 12. Bạn học đông nhưng mà bây giờ tan tác, mỗi người đi mỗi ngã sau khi xong tú tài. Xe qua trường Mỹ Thuật, trên đường về nhà ở Gò Vấp, anh suy nghĩ miên man về cách thức để thuyết phục ba của mình. Ba của anh là một người có tính cố chấp, độc đoán, chuyên chế và ít khi chịu nghe theo lời của ai. Là một sĩ quan cấp tá trong quân đội, cho nên ông chỉ quen ra lệnh hơn là nghe người khác, nhất là người thuyết phục ông lại chính là đứa con của ông. Anh cũng biết ba của mình là một người sùng đạo, tuân hành theo giáo điều hay luật lệ của giáo hội một cách không nghi ngờ và hạch hỏi. Đối với ông, lời nói của cha sở có giá trị như khuôn vàng thước ngọc. Do đó, nếu anh đem vấn đề lập gia đình mà không cần biết tới trở ngại tôn giáo, là giữa hai cha con sẽ có trận đại chiến ngay. Ông không bao giờ chấp thuận một cuộc hôn nhân trái đạo như vậy. Không học đạo, không theo đạo, không làm lễ trong nhà thờ, có nghĩa là sẽ không có cưới hỏi gì hết. Cánh dòng trôi mang niềm đau, đời em đã khép đi vội vàng, tình ta cũng lấp lối thiên đàng. Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn, còn mong còn ngóng